Và qua cái ví dụ vừa rồi ta hoàn toàn có thể trả lời luôn cái câu hỏi số 6 này được. Rồi. Đề bài hỏi ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau? Giống nhau khác nhau. Và đề bài hỏi từ đó hãy nêu cách nhận biết nhanh chóng một thấu kính hội tụ là một thấu kính là hội tụ hay là phân kỳ. Phân kỳ. Để trả lời câu hỏi này thì ta kết luận ngay. Nó giống nhau thì đều là ảnh ảo và đều cùng chiều với vật. Ok. Và nó khác nhau ở điểm rất quan trọng. Đối với thấu kính hội tụ thì ảnh ảo lớn hơn vật. Còn đối với thấu kính phân kỳ thì ngược lại, tức là ảnh ảo nó sẽ nhỏ hơn vật. Và đây chính là cái khác nhau cơ bản nhất. Đó là một đằng thì lớn hơn và một đằng thì nhỏ hơn. Còn cái phần mà cùng chiều thì là đặc điểm của nó thì là giống nhau rồi. Và đây, còn một cái yếu tố nữa là với thấu kính hội tụ thì xa hơn vật, còn với phân kỳ thì nhỏ hơn vật. Và với phân kỳ thì còn đặc điểm nữa là ảnh ảo luôn nằm trong khoảng của em. Và còn một phần nữa của câu hỏi số 6 này, đó là cách nhận biết nhanh một thấu kính là hội tụ hay phân kỳ. Thì ở phần trước chúng ta đã nói rồi, có một cách là sờ. Giữa thì diềm mà mỏng ấy thì đấy chính là hội tụ. Còn diềm mà dày hơn giữa thì đấy chính là phân kỳ. Nhưng ngoài cách đấy ra thì còn cách thứ hai, đó là ta quan sát ảnh ảo.